Trong những cảnh quay mở đầu, chúng ta thấy một anh chàng tên Can đang lái xe trên đường cao tốc cùng với cô em gái Becky đang mang thai của mình. Có lúc Becky cảm thấy buồn nôn và Can dừng xe lại. Họ đang trên đường đến San Diego. Sự chú ý của họ đột nhiên bị thu hút bởi những tiếng kêu cứu phát ra từ bãi cỏ cao. Rõ ràng là một đứa trẻ đang gọi. Anh ta tuyên bố đã ở đây vài ngày. Tuy nhiên, một giọng nói khác, giọng một người phụ nữ, vang lên, thúc giục cậu bé Tobin đừng gọi những người này đến đây. Can biến mất trong bãi cỏ và Becky đi theo anh ta gọi điện cho các dịch vụ khẩn cấp cùng lúc nhưng kết nối đã bị mất. Họ lang thang trong những bụi cây cao và gọi Tobin. Dưới chân họ là bùn lầy. Bây giờ anh chị em không tìm thấy nhau. Becky nghĩ rằng có điều gì đó không ổn và ngay sau đó Can đã đồng ý với cô. Becky khẳng định giọng nói của anh trai cô xa xôi mặc dù Can vẫn đứng yên. Họ nhảy lên cùng một lúc để xem ai đang ở đâu. Lần đầu tiên, Becky nhìn thấy Can cách cô không xa nhưng lần thứ hai thì không có ai ở cùng một chỗ. Mất phương hướng, Can hốt hoảng lao đến chỗ em gái và có lúc trượt chân trong vũng bùn. Gần đó anh ta nhìn thấy một con chó đã chết. Đã gần hoàng hôn, Becky và Can vẫn không thể ra ngoài. Bụng Becky bắt đầu đau. Đột nhiên, một người đàn ông đến gần cô tự giới thiệu mình là Ross, cha của Tobin. Anh ta nói rằng anh ta đang tìm kiếm con trai và vợ Natalie. Họ sẽ phải dính vào nhau để thoát ra. Trời đã tối, Can đã cực kỳ kiệt sức và khóc vì bất lực. Đột nhiên Tobin bước ra và nói với anh rằng chỉ có người sống mới có thể di chuyển trong cánh đồng này. Anh và gia đình cũng nghe thấy tiếng kêu cứu bên đường. Vì vậy, họ bị mắc kẹt ở đây. Cậu bé tuyên bố rằng Becky không còn sống được bao lâu nữa. Theo ông, cỏ cao nói chuyện với họ và có thể cho họ biết điều. Tobin muốn cho Can xem một cái gì đó. Can đi theo cậu bé. Trong khi đó, Becky và Ross tiếp tục tìm kiếm lối thoát. Một cuộc trò chuyện bắt đầu giữa họ và Becky thừa nhận rằng cha của đứa trẻ đã bỏ rơi cô. Sau đó, cô nhìn thấy một chiếc ví của ai đó dưới chân mình và đồng thời cô mất dấu Ross. Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô. Can chạy theo Tobin. Họ đến một tảng đá lớn, qua đó có cỏ cao nói chuyện với họ. Nhưng Can không kịp chạm vào người anh vì anh nghe thấy tiếng khóc của em gái và vội vàng đi tìm cô. Các sự kiện sau đó sẽ đưa chúng ta đến ngày hôm sau. Travis đang tìm kiếm Can và Becky ở khắp mọi nơi. Ngay sau đó anh ta nhìn thấy chiếc xe bị bỏ rơi của họ gần nhà thờ người cứu chuộc đá đen. Đã có thức ăn hư hỏng trong cabin. Có những chiếc xe khác cũng đậu ở đây, không có ai trong nhà thờ. Trên mặt đất, Travis tìm thấy một cuốn sách mà Becky đang đọc và tiến vào cánh đồng. Anh ta buộc một cái nút trong cỏ dọc đường đi để chắc chắn rằng mình không bị lạc. Nhưng ngay khi anh bước tới, cỏ đã mọc thẳng. Ngay sau đó, Travis bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Trời lại tối, anh vẫn đi lang thang. Travis nằm xuống đất và bắt đầu xem lại bức ảnh của Becky mà anh đã bỏ rơi gần đây. Sự chú ý của anh đột nhiên bị thu hút bởi tiếng sột soạt từ cỏ. Travis sợ hãi trước Tobin, người đã khuyên anh nên nghe lời mình. Từ bãi cỏ phát ra những lời thì thầm của tất cả những ai đã lạc vào đây. Tobin đảm bảo với Travis rằng họ đã gặp nhau trước đây, mặc dù anh chàng không nhớ bất kỳ điều gì như vậy. Tobin nói rằng anh ấy có thể chỉ cho anh ấy biết Becky đang ở đâu, nhưng điều quan trọng là phải theo kịp anh ấy. Cậu bé dẫn Travis đến một địa điểm khác trên sân. Becky đã chết, Travis không thể tin được chuyện gì đang xảy ra và Tobin đột nhiên biến mất. Buổi sáng đã đến. Travis thức dậy trên mặt đất bên cạnh Becky và nhặt chiếc mề đay của cô ấy mà cô ấy mang theo khắp nơi. Ngay sau đó, Travis nghe thấy giọng nói từ bên kia đường và bắt đầu kêu cứu. Anh nhận ra giọng của Tobin và ngạc nhiên khi cậu bé không nhận ra mình. Toàn bộ gia đình Humble đã ở đây. Nhận thấy có điều gì đó nham hiểm đang diễn ra ở đây, Travis bắt đầu cảnh báo gia đình và yêu cầu họ không vào trong. Nhưng Ross, Natalie và con trai của họ đã ở trên bãi cỏ. Màn đêm buông xuống. Ross tự nói chuyện với chính mình để không hoảng sợ. Một lúc sau, anh ta bước ra một tảng đá lớn màu đen. Ngày hôm sau tất cả lại xảy ra. Can và Becky dừng lại và nghe thấy tiếng Tobin kêu cứu từ bãi cỏ. Ngay sau đó, một Travis kiệt sức nghe thấy giọng nói của Becky và Can. Anh ấy bắt đầu gọi cho họ. Anh trai và em gái đã rất sốc khi nghe thấy giọng nói của anh ấy. Họ không hiểu bằng cách nào anh ta đến được đây trước họ. Cậu bé tiết lộ rằng cậu đã tìm thấy con chó đã chết của mình, Fred. Mọi người quyết định đi tìm Tobin. Travis nhanh chóng tìm thấy cậu bé, Becky và Can cũng tham gia cùng họ. Họ yêu cầu Travis giải thích bằng cách nào anh ta đến được đây. Họ đã bị sốc khi biết rằng họ đã biến mất không phải 2 ngày trước mà là 2 tháng trước. Họ quản lý để nhìn thấy một nhà thờ ngoài cỏ. Công ty đi về phía nhà thờ. Một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra với điện thoại. Becky sắp có con, cha của đứa trẻ là Travis. Đột nhiên, từ điện thoại di động của cô, một người gọi không rõ danh tính nói với Becky rằng đừng để Can làm tổn thương Travis, nếu không họ sẽ mắc phải sai lầm tương tự. Becky đang có những tầm nhìn kỳ lạ. Cô ấy bất tỉnh và mọi người bắt đầu hoảng sợ. Becky xoay sở để bơm ra và Ross gia nhập công ty. Anh ta tuyên bố rằng trước đây anh ta đã xoay sở để rời khỏi đây, nhưng anh ta đã trở về với gia đình của mình. Nhà thờ đã không còn thấy nữa. Ngay cả khi trời tối, họ vẫn kiên định bước đi. Ross nói với họ rằng anh ta đang kinh doanh bất động sản. Anh và gia đình đi nghỉ ngơi và trên đường đi họ nghe thấy tiếng Travis kêu cứu. Chẳng bao lâu công ty đã đi đến một hòn đá đen. Rõ ràng là ông ấy rất già.
Ross khuyến khích mọi người chạm vào tảng đá, nhưng sau đó Natalie chạy ra khỏi bãi cỏ và bảo họ đừng làm vậy. Nhìn thấy Becky, Natalie rưng rưng nước mắt nói rằng cô đã nhìn thấy cô vô hồn trên bãi cỏ vài ngày trước. Cô cũng cho rằng chồng cô muốn làm tổn thương cô, mặc cho Ross nhiệt thành nói về mục đích cao cả hơn, không ai muốn chạm vào viên đá, muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Đột nhiên cỏ ngừng đung đưa, Ross tiếp tục khăng khăng, định có hành động cứng rắn nếu cần. Travis lao vào anh ta. Sau khi chiếm được ưu thế trước Travis, Ross đã truy sát vợ của chính mình, lấy đi mạng sống của cô ấy trước mặt mọi người. Mọi người bắt đầu chạy, họ nhìn thấy một con chó sống dẫn họ đến một tòa nhà được bao quanh bởi cỏ. Đó là nơi mọi người đã trốn. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa Can và Travis, nhưng sau đó Ross hét lên rằng sự giải cứu đã đến trước cửa, công ty đã phải ẩn. Mọi người đều hiểu rằng họ đã nhìn thấy tòa nhà này từ đường phố, nhà thờ ở gần đó, nhưng họ sẽ phải đi qua những bụi cây một lần nữa. Khi con chó đi ra sau bãi cỏ, nó sẽ không đi ra phía bên kia. Tại một thời điểm nào đó, Travis suýt rơi khỏi tòa nhà, Can đỡ lấy anh ta, nhưng sau đó thả anh ta ra. Tobin đã nhìn thấy nó, Ross bắt kịp họ một lần nữa. Can nói rằng họ cần phải nhanh chóng, nói dối với em gái rằng Travis sẽ sớm bắt kịp họ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra điều gì đang xảy ra. Không ai có thời gian để làm bất cứ điều gì về nó, bởi vì Can đã bị bắt bởi Ross, người mà viên đá nói với tất cả về nỗi sợ hãi tiềm ẩn của mỗi người trong số họ. Can thoát ra và chạy, nhưng sau đó Ross lao đến với anh ta từ một nơi nào đó bên cạnh. Anh nhìn thấy hàng tá thi thể bên cạnh anh, tất cả đều là của anh. Travis thức dậy trên vỉa hè. Becky cảm thấy rất tệ vào lúc đó. Cô thừa nhận rằng cô muốn đưa đứa bé làm con nuôi. Cô và anh trai đang trên đường đến San Diego để gặp gia đình. Cô đột nhiên bị Ross vượt qua, rõ ràng là có ý định thân mật. Tuy nhiên, Becky xoay sở để giải giáp nó bằng kéo cắt móng tay. Trời bắt đầu mưa, có tiếng xì xào ở khắp mọi nơi và Becky bắt đầu bị vây quanh bởi những người với cái phễu cỏ thay vì khuôn mặt. Họ nhặt nó lên, hòa làm một với cỏ. Becky tỉnh dậy trong đống đất gần một tảng đá. Cô ấy tự gọi điện yêu cầu cô ấy đừng để Can làm tổn thương Travis, nếu không họ sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự. Becky lâm bồn, tảng đá được chạm khắc với những người đang thực hiện một nghi lễ với sự sống vừa được sinh ra. Hàng ngàn linh hồn lạc lõng nơi đây khao khát điều đó. Khi Becky tỉnh dậy, anh trai cô đang ngồi bên cạnh tuyên bố rằng cô gái chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Ông đã hành động kỳ lạ, gọi bà là mẹ thiên chúa và nói rằng họ đang chờ đợi các đạo sĩ với những món quà. Anh ta đang cho cô ăn một thứ gì đó và phải mất một thời gian Becky mới nhận ra đó là thịt. Và đó không thực sự là Can, đó là Ross. Ngay sau đó Travis đã tìm thấy cô ấy, nhưng cả đứa bé và Ross đều không ở đây. Travis đã khóc, Tobin xuất hiện và nói với anh rằng cha anh đã giết Can và đứa bé. Travis ôm cậu bé và nói rằng anh sẽ chăm sóc cậu. Không mất nhiều thời gian, Ross đã bị mù một mắt nhờ nỗ lực của Becky. Một cuộc đấu tranh xảy ra sau đó giữa anh ta và Travis, trong đó Ross đã loại bỏ đối thủ của mình. Sau đó, anh ta nắm lấy con trai mình và cố gắng ép anh ta chạm vào tảng đá, nhưng Becky đã cứu cậu bé nhưng lại bị thương. Travis, người đã tỉnh lại, lao vào Ross với ý định loại bỏ anh ta để không ai khác quay trở lại nơi bị nguyền rủa này. Becky đã chết. Trong tuyệt vọng, Travis tiến đến tảng đá và Tobin cố gắng ngăn anh ta lại vì nếu anh ta chạm vào nó, anh ta sẽ ở lại đây mãi mãi. Travis đã chạm vào viên đá thế chỗ Ross trong sự bất thường này và bắt Tobin đi theo anh ta. Anh ta đưa cho anh ta chiếc mề đay của Becky, nói với anh ta rằng anh ta cũng như Becky, không thuộc về nơi đây và anh ta không nên để chúng vào với bất cứ giá nào. Khoảnh khắc tiếp theo Tobin ở trong nhà thờ. Bên ngoài, anh nhìn thấy xe của Can và Becky, những người đang bị thu hút bởi tiếng hét của chính mình từ bãi cỏ. Tobin chạy về phía họ và cảnh báo họ, dù sao thì Can cũng định bước vào bãi cỏ thì Tobin đưa cho Becky một chiếc mề đay, đó là bản sao chính xác của mặt dây chuyền của cô ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhận được nó từ Travis. Sau đó, Becky ngăn anh trai cô lại, nhận ra có điều gì đó không ổn. Tin chắc rằng người yêu của mình đã an toàn, Travis mỉm cười và ngã xuống đất bị cỏ nuốt chửng.